2 rồi, còn sân hàng 1 nữa em ơi. Mình phải đá. Đọc 7-3. Anh ơi, anh nhắc anh Duy nhắc anh em con mua lệnh bài chưa, đầy đủ chưa? Đủ tí lên chút lên để kịp để đều có lệnh bài. Có cái này cho anh em ơi, đầy đủ hồ sơ chưa? Đầy đủ hồ sơ chưa? Bây giờ là 100% đang tham mưu lên phong độ. Đấy, tham mưu gần lên phong độ, đứng cửa phong độ luôn, đứng cửa phong độ. Đứng cửa luôn không đi đâu cả, đứng cửa cho anh đi. Gom lại một cục, gom lại một cục. Đứng cửa đi, đứng cửa đi. Gom một cục đá không cần vào, gom lại một cục anh em bình tĩnh thôi. Đánh nó có giờ. Gom một cục. Trời nó má ông Dược Tiện đứng thẳng ngay cái bấn thuyền luôn, vãi nồi thật chứ. Má đều động. Cứ đứng cận đây, đứng cận đây, đứng cận đây, bên trong không có ai nha, bên trong không có một ai nha, chắc nó vô hết rồi. Vô vô vô, đã vô, nó vô rồi, vô vô. Vô, vào luôn. Nhớ nhận nhiệm vụ nha, nhớ nhận nhiệm vụ vòng 2 nha. Bây giờ mình vào là có 12 giờ. Nhớ nhận nhiệm vụ vòng 2 nha. Không, bọn em đi hết rồi, bọn em đi hết. Lốt đi, chặn lốt. À đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Từ từ. Chặn nó đây. Bọn nó lên thuyền hết rồi, không có gì mà. Anh nghĩ bọn nó lên hết rồi á, không có ai hết. Thằng vừa có mấy thằng chạy vào đó, mình vừa giết mấy thằng đó. Anh giết được 2 thằng. Thôi đúng rồi, chặn chặn lại, đúng rồi, đúng rồi, đứng im. Hay đấy, nó cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi, đứng hẳn luôn. Đứng im. Rút vô hết trong, rút hết trong, rút hết trong đi. Phun kẻ dồn vào trong đi, bị lác, bị lác. Phun kẻ dồn vào trong bớt đi, dồn vào trong bớt đi. Rồi. Tay dài thì hết vào trong đứng. À, tay dài này. Ai bấm giờ chuẩn gái, em bấm giờ chuẩn gái đi. Ai bấm giờ chuẩn gái nè em ơi. Đường môn ra đặt bom đi trước. Ừ, đường môn bao ra đặt bom chỗ này nè, dày chỗ này nè, đốn trang nào vô được. Bây giờ anh em nó ít thôi, nó ít thôi, để tôi chỉnh giờ nè. Đổi màu. Ủa cái gì vậy? Má tự nhiên quốc mình chết không rồi? Chết thiệt. Má chết. Má tự nhiên mình đổi cái mình bị chết luôn. Vãi liền. Bụng ống, bụng ống, quăng nhớ bụng ống rồi nè em ơi. Để không đánh băng áo đi anh em. Vãi liền. Đổi màu nó vô kìa. Đừng mong bom đi luôn em ơi. Tắt HBT vùng ấn lên mạng nào. Đội hình ai tay tài co vào trong cái bài bản. Nó đứng ngoài nó lát. Đội hình tay tài co hẳn vào trong chúng ta mặc định ra như gì đó. Bọn trên thuyền đang sợ cái. Báo giờ nha. Nói đó là một cái đấy. Màu vàng rồi. Đúng rồi, như học nãy mà lên số là sai sách. Nó đang co lên, nó thấy mình ở đâu nó mới co lên. Bắt đầu quay là nó vào trong này cả rồi á. Giờ này xem thì muộn rồi. Này xem mà nữa nó thấy mình đông rồi. Bên trong nó có 20 ắc thôi nhá. Ok. Nuốt rồi luôn. Nuốt đẹp. Bây giờ lại anh em có nhiệm vụ dừng đừng ai nói cuốc. Cung tí báo giờ chuẩn để anh em lên. Nó đợi rồi. Màu tiếp. Màu. Đấy rồi, anh em cứ yên tâm. Đừng ai nói nữa, cái tôm đang sắp. Đừng có nói nữa. Từ từ thôi. Tôi không nhìn thấy. Đã anh em chịu. Anh em chịu lao người ta nhìn thấy hết, yên tâm đi. Giờ tí em ơi. Ok, 20 giây báo nha, 20 giây báo mạnh nha. 20 giây liên tục 35 giây, 1 báo liên tục nha. Nó đang cùng màu mình nhá. Nó không màu, ok. Anh em ai vào nó không màu. 12 giờ nhá. Lộn em ơi, không sống được đâu em ơi. Lên thiền, tất cả lên thiền, tất cả đặt cái lệnh bài lên thiền. Tập trung 12 giờ. Nói đi, 12 giờ đứng à. Đổi hết đi màu vàng, đổi hết đi màu vàng, đổi hết 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 màu vàng, đứng yên ở đây được rồi. 25 mạng. Nó 18 mạng. Ok đánh được.
Rồi kẹp kẹp thương phái, kẹp thương phái đi xuống luôn theo Khải này, kẹp thương phái đi xuống theo Khải này. Xuống hết thương phái luôn, xuống thương phái luôn. Xuống thương phái bên dưới luôn. Rồi xuống dưới hết, xuống phía dưới luôn, cỡ đó không có đánh gì đó. Rồi ôm thương này đây, ôm thương này đây. Rồi, đứng im này. Đứng im đó, đứng im đó anh em. Rồi tất cả anh em rảnh tay này, cắn lách bắt lộ này nọ hết vô đây, cắn lách bắt lộ này là này nọ hết luôn đây. Cắn hết vô. Rồi nhất lệ từng cho nhất nhẹ lưng cho đến cả lại này bị dao này anh em ơi. Đam, nuông kìa, nuông kìa, đứng im không đuổi, đam cái gì bây giờ? Đam như giờ, đam định thôi, đam định thôi. Đam định mạnh như giờ đúng rồi. Đúng rồi, xây ngược lên trên, xây ngược lên trên xíu, xây ngược lên trên xíu đúng rồi. Vừa đánh nó xây, đam mạnh như giờ. Đam cứ kẹp từng nói thôi, đam mạnh như giờ. Đam mạnh như giờ. Đam mạnh giờ. Cảm giác mà nó đổi mèo là đổi mèo khác đi nhà gì nó nát đó. Xây xuống từng dưới, xây xuống từng dưới đánh qua. Xây xuống từng dưới đánh qua, nó nát, xây xuống từng dưới. Rồi để mạnh lên, để mạnh lên. Nó nát. Để mạnh lên, để mạnh dí luôn, đổi mèo dí luôn nha. Đổi mèo. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, xây xuống từng dưới này, đánh từng dưới này. Dưới con bài này, tất cả con ở từng dưới. Tất cả con ở từng dưới không đổi biết lẽ. Rồi đánh mạnh nó ba giờ, đánh mạnh nó ba xuống xuống sâu giờ. Rồi đứng im sâu giờ, đứng im sâu giờ. Đứng im sâu giờ này, nuốt tiền bên trong này. Lão nổ, lão nổ, lão nổ đúng rồi, quấn mạnh sâu giờ. Quốc Võ Hảo, Quốc Võ Hảo. Quốc Võ Hảo. Rồi đứng im đó, đứng im vị trí đó cho Khải, đứng im, đứng không đuổi. Đứng im. Sâu giờ anh em đổ anh em thiệt bó tay anh em luôn, anh em Khải sâu giờ chỗ này mà. Đúng không anh em? Rồi đứng im đó, rồi Khải sâu bài cái nữa. Mày còn mấy ăn chẳng mày. Rồi dí luôn, dí luôn, còn một thằng này thôi, Trần Nhân Minh Thái dí, dí. Một thằng một thôi, dí đi. Má anh em mình hôm nay lại lại quá. Rồi ok, qua 9 giờ đứng này. Mày này gồm 9 giờ này. Còn một ạc dí luôn, dí luôn, nghe mấy trưởng đâu, nghe mấy trưởng đâu. Nghe mấy trưởng dí này, dí của em đọc hả này. Chụp lá lại với Lý Quỳ. Ôi Lý Quỳ chết rồi. Lắm. Má mất ngày bị chụp rồi. Bia có bia không? Bia tiểu lý. Bia không có luôn. Đợi tí loạn này. Quấn láng nó hết máu à, quấn láng nó hết máu à. Chạy lên núi, chạy lên núi. Má gốc nát khó chơi. Đang một đợt, đang một đợt sẵn, đang một đợt sẵn. Quốc. Sống nè, hay lắm. Rồi ok. Qua đây, qua đây, qua đây. Vậy đâu. Chết anh em ạ, rất đáng tiếc anh em chết nha. Không sao đâu, anh em cứ yên tâm đánh như thế, chết vinh dự hiểu không? Đúng rồi, chết vinh dự. Không sao giờ kiểm tra lực lượng này 100. Không sao giờ, không có sao giờ ở dưới nè. Anh em cứ nghe theo Khải say rồi đánh thôi, đừng có chạy lộn xạ. Chạy lộn xạ là nó nát đâu hơn. Đấu 21 chết 5. 21 ạ. Chết 5, chết 5. Chưa hết, 21 ạ, chưa hết. 21 ạ. Nó 21. Chết nhiều mới chết mười mấy ạc lần mà. Chết 5 ạc, chết 5 ạc, chết 5 ạc, mình chết 5 ạc. Mình chết 5 ạc, nó chết 20 ạc. Nó chết 20 ạc. Chưa ai lúc trẻ. Mình không cần số, mình chơi vui vẻ thôi, cờ mẹ nó. Nó muốn nói gì nói nè. Phòng phòng này là ai cũng đi, cáo lên. Đi phòng này là một việc thôi, còn đâu một người cũng đi. Ủa sao cái gọi gớt mạng hay gì trời. À, ông út 10 mới biệt. Em có ông út 10 biệt. Em có đường sắt thế giới không anh em? Thôi không. Đừng em đi không? Đừng. Mình chưa nhìn nó cay rồi á. Chưa nhìn mình cay. Mình không cần nói gì, tự động nó sẽ cay em. Không cần nói gì hết. Mấy người chạy. Tí về đồ nhiều mà đồ bot trên này nhiều nha. Đúng rồi. Chả cái gì ra đây. Chưa nhìn được con bút ẩn sĩ bao giờ. Bây giờ nhá. Mình cướp được cái chiến trường 11 giờ mình được cục ra đúng không? Đúng rồi. Ví dụ đánh công thành chiến xong, mình có cái vũ khí để được ra thì anh em mới máu đấu giá. Đúng rồi. Chứ không có cái cục ra thì anh em cũng đéo vào làm đấu. Đúng rồi. Cái ba ngày hơi chán. Đi ngon vai đái, đấu có một kim mốt. Hello anh em nha, mới đánh thuyền anh em ơi. Nhưng mà ý là bây giờ anh em nếu mà muốn kiếm thuyền này thì anh em có ông bồ cơ. Đúng rồi. Ông phải gái làm gì. Gái làm gì, nó tự đi nó cay à. Vậy chứ anh nhìn canh hết. Đổi giờ ấy. Đồ pha cho rồi, anh thức không có hả? Anh thức không có hả? Chết. Uống gơ. Tán nghe nước, cảm ơn nước. Ok, chụp anh chụp luôn Duy ơi. Rất ngạn rồi nha. Ờ, thì tí nữa, Duy tính rồi. Nó chết hết rồi. Chết hết anh. Nó chết hết. Mình chết tổng 5 ạc. Em lụm sạch. Trong đời có anh bánh chút á. Nó là 20 ạc cả và bơ. 20 ạc. Nó đổi màu sẽ không nhanh được vì hai. Đúng rồi. Bị delay. Không bằng mình được.
anh em mình ụp vào đấy nó một đống ắc ở ngoài nữa. Đâu em nhảy ra ngoài em thấy anh Athena đổ không có bật được. Cứ chọn vị trí đẹp mà sấy mấy kỳ họ thôi anh em. Rồi. Vị trí đâu rồi? Không ai tự bỏ rồi. Đít mạng, đít mạng, đít mạng. Bị vỡ ký đầu chứ? Đâu, phi trí là phi trí là ông út 10 bây giờ. Mười, út 10. Thì lướt mạng nãy báo rồi mà. Đường môn là phi trí 7. Để hết rồi xong đổi tên mới được. Bốt lắm ấy, bốt lắm ký đang bóp kiểu nữa. Anh em cố lên. Ngày mới rảnh tay cứ đứng bóp máu liên tục cho anh em nha anh em ơi, chứ đừng đứng khóc anh em là chết đấy. Giờ mới thấy được khó rồi. Anh em hay có truy công lệnh cho xin cái truy công lệnh nhá. Như đàn ông ơi. Tí lần này Khải còn đấy. Gom cho hết ai này anh em, gom cho hết ai này anh em. Tí lần này Khải còn. Ở cái thiền ấy á, ở đâu cũng vậy thôi. Khải nhắc anh em nhẹ một câu thôi. Những anh em mà nội công á, ví dụ như võ đăng quyền, đường môn, rồi thiên nhẫn cứ kẹp tường mà đứng là cãi bảo đảm không có thằng nào mà giết được chết anh em luôn, cứ kẹp tường mà di chuyển. Còn những bên ngoài là cứ ở chính giữa mà tăng nhẹ nhẹ là được, vừa đánh xây là được. Chứ anh em mà đường môn võ đang thì nhậu mà đứng tăng ở giữa là dở chết lắm, cái luồng đam mà đánh mạnh cho người anh em là chết ngay. Hồi nãy thấy nó đưa một cục nhảy vô lọn lần đầu tiên tôi mới được nhìn anh năm đầu bóng ngồi loạn mà dám ra vào loạn. Ai được thế, có giờ lên nhìn bóng ẩn sĩ nha, tí lên nhìn bóng ẩn sĩ nha. Chưa được nhìn được bất ổn sĩ, bây giờ tí chụp hình cho mấy anh em xem cái nhỉ. Như nào? Mấy anh em quá. Của em cũng cá đuối. Mấy lúc đàn hàng hàng 8 rồi em ơi. Đừng chặn rung tim này. Kể cho anh em về thế trận nhá. Con Nami của tôi là tôi đứng sau đội hình, đúng không? Nó xoay xuống dưới, nó xoay xuống dưới thì đúng thì bẻ. Nó xoay xuống dưới xong thì nó va thẳng vào cái đường sau thì anh Hải kêu xoay lên trên thì chạy thì đéo ra được của cắt giữa rồi. Thành công. Ơi, nói chung là mình yếu đuối, anh Thức ơi, mình yếu đuối, mình chịu đi. Em phi công về, mà anh Thức giết được mấy, mà anh Thức mới chết mà. Rồi, chứ lông đau chẳng được với đa. Ừ, không được mấy, anh với đua. Nhưng mà lết ra giấy sao mà giấy ngay anh Thức của tôi. Cun ghẻ chết rồi gì nhưng mà cun ghẻ cứ chết nhảm ta. Có nè, đứng bên cạnh nè. Ui ôi, ông Lý Quỳ nhà mình. Đứng đằng sau có dám ta đam đâu, để giữ mạng này. Lý Quỳ nhà mình luyện giết cơ. Tôi nhìn thấy mà. Tôi nhìn thấy mà. Nhìn mẹ, một giờ đi thuyền, đi vừa đại rồi, một 7 giờ vẫn đang mò đi vừa đại. Kiếp ổng thật. Làm giáo sư chửi như gì? Đồ tính là nhìn lại cái pha giao tranh vừa rồi, bé Hùng này, Mão lựu đạn này, Phi Trịch này, má móc này giúp mạng ghê thiệt. Quang Béo, Lý Quỳ bị mờ luyện giết chết, anh Thức bị mờ luyện giết chết. Em bị ai chết rồi anh Thái? Em mà, cô Tý nữa rồi. Thiên Nhẫn giết Lý Quỳ. Em nghĩ là anh lộn mà, rồi cô Tý sao chết đây? Loạn thì em loạn, nếu mình vào đội hình đông thì khó với. Ấy, nhìn danh lợi giết. Tới bị danh lợi. Ông Khải ông thấy ông xem lại ông thấy tôi đứng sau đôi hình xong chúng nó xoay xuống chúng nó cắt ngang rồi. Di chuyển không kịp à, di chuyển không kịp vì chết rồi. Còn đúng 23 vị. Em vì còn có 27 vị. Cứ nghĩ là anh em xoay xuống thì mẹ cứ nghĩ hả? Cứ nghĩ. Đứng đằng sau mà thì ông Khải. Đúng rồi, đúng rồi. Lần sau ông nhiều hình xíu, ông ôm nhiều hình chút nữa. Sao đứng sau thấp quá sẽ chết. Giết được một người ạ. À, như anh em mình là cắt được khoảng 3 hạt của chúng nó định lên sau ấy ba. Em anh em bóp ra đừng chạy lung tung em, bóp ra đừng chạy lung tung được sẽ bà ra đánh anh em, bóp cuốn chết ấy. Em tìm ăn khoảng 3 em lắp nhặt cho. Rồi sẽ bà ra đánh từ nâu gì. Đứng im đó. Đứng im đó. Rồi đánh luôn, rút nhẹ qua tay phải xíu, rút nhẹ qua tay phải xíu. Rồi đánh đi. Rồi đánh đi. Nè, anh Mão bên kia xuống hàng áo xuống đây em. Rồi em đi. Ôm vô, đúng rồi, mình đánh kiểu này nè, cứ ôm vòng tròn lại. Ngày mới bóp liên tục nhồi máu vô. Con này trâu. Nó khỏe, đấy khỏe. Ờ,
Lần đầu tiên anh được boss ăn sĩ ở phải Ấn Độ nè. Ăn độc bùa đi anh. Ok là có năm bùa liên tục. Đây thì chạy sao thoát khỏi tay quăng béo. Còn làm đập bút cho làm nữa là sao mà thoát khỏi tay quăng béo này. Ừ. Này ai chết mà trăm câu nha. Hợp lý. Tắt phạt đây. Thì vậy chết lắm á, nó tán vô đầu của mẹ. Trong nhà máu, con này chắc là 10 triệu. Con này 10 triệu máu đấy. Mỗi lần giật 10% thì nó 10 triệu máu mỗi lần đánh 50k 300k. Ta cái dẫn là phải 20.000 đấy. Ô nghe nói ăn có đấy được cả điểm kinh nghiệm cho anh. Tiểu ăn có tiểu lắm, có tiểu á, có tiểu nó có điểm nghiệm. Chỉ là cái đồ ra ăn đồ có ăn dữ mà. Có tiểu nữa hả? Có tiểu nó rất nghiệm. Tết cái khoai ăn rồi. Nằm đỡ. Nhạc. Nhạc hết đi. Nhẫn kìa, chứ có chim đâu kìa. Nhẫn nhạc hết đi. Ông nằm đỡ, nhạc hết đấy. Ui, con nhẫn một cốc kìa. Nào lĩnh luôn này. Nằm đi, nằm đi, nằm đi. Không ai hết nát nha. Hai ngày. Đại anh tiếp, đại anh tiếp lên trên. Anh Mến. Quýnh họ trước, quýnh họ trước, anh đang quýnh họ trước. Đi năm thì có cộng cấp. Tại đâu lính à? Đúng rồi. Mở lưu đạn. Hết rồi, hết rồi. Về vị trí cũ ơi. Góc 1 giờ, đứng góc 1 giờ. Tôi nghe anh nói nè, có Vi Khải đấu. Đâu đâu ấy mà đâu mà mình đi đến đấu đéo được gì theo nhân ít thực hiện đéo đại luôn tại con hơn nhiều chứ những kim quang nhưng trọng kỹ năng của có một cấp ngọt và đại vậy mấy thằng bang kia nó ngu quá sao nó không chịu nhập bang đúng rồi gộp vô mình đi rồi xong là đập dưới đây em chia chứ công lệnh nha đường môn chưa có cái nào đó. Ơ chương công chính này mất tiêu nữa chương chính bên ờ quýnh thị trực tiêu chúng này ăn con thủy chứ. Ngã giao sư. Đúng. Gơi chúng ta. Thế Dung Chính à? Anh em ơi. Thế Dung Chính này là ra đồ. Bảo lắm một tờ tại cái kênh này nọ em. Giống như bó tiểu thường á. Mẫn chịu ăn dữ ta. Mẫn chịu ăn bót dữ không? Đi thuyền ở đâu vậy hả? À cái này có lại con này. Ừ. Sáng nay cứ gom bot là phát lương cho anh em thôi chứ. Đồ lương cao thì các bọn nó lên đồ mạnh có mấy thôi. Xin đi nữa. Ngày mai chuyến kiểu này không thôi chứ. Mình đến giờ khoảng tháng rồi bây giờ mình biết được trận này đánh. Mà giờ biết mai là băng nào. Phi công lại kìa. À có tên mà đồ dưới rồi. Đi nha Nam. Đúng rồi, anh mua. Đi sân hào có đang đó kìa. Sân hào có đang. Trước sau gì cũng có. Mã lưu đạo. Chú dạng Ngọc Tư Tử. Rồi gom 6 giờ nè anh em, đừng đi đâu nữa, gom hết 6 giờ nè. Ba bóng cái re-keep hồ sơ không lệnh chi đi. Kích trả nhiệm vụ nha. Nhớ trả nhiệm vụ nha. 30 triệu ấy. Ê, chuyên lệnh nè, đứng bên thiền giao dịch qua cho này. Đấu giá là đấu giá. Hôm nay bỏ tổng kim 12 giờ nhá, đấu giá. Hai cái lến. X2 này, 100 xu nhảy 20. Hai cây nhá. Lến thuyền thế này để đi ấy không ăn gì à? Không phải lên thành được à? 120 trăm không 140 cun đâu có chuyện phái đâu em khải chơi luôn Thứ Yên mà hôm bữa nó định chuyện phái mà thôi rồi chơi luôn chuyện phái vào tầm này. Sáu tí. Ui,
giao lên. Ui à. Nhấn chương quạt. Được tay lên nhiều không Duy? Mấy trăm, được bảo đang thì mấy trăm. Giờ đang mấy trăm. 300 à? Giờ đang mấy trăm. Chốt cú tí đây. Giờ đang em còn còn phải khác một cả ca là bình thường. 2 viên thủy tinh, 1 viên tinh hồng. X2 thủy tinh, 1 tinh hồng. 100 xu, để 10. 2 thủy tinh, 120 liquid. Vừa rồi thánh thiền hay quá này mà. Chốt liquid luôn. Kim cương bào thẳng tính, X1, 100 xu nhảy 20. Cái này 3 ngày. Ui, chứ 200 luôn. 3 ngày nữa. Đấu cho anh em có lương rồi. 200 xu anh chơi vui thôi. 220 phút. 250. 300 xu cun kẻ. Mấy ông này phải phạt. 300 xu cun kẻ. Chốt cun kẻ luôn, cun kẻ. Tiềm lăng này, 1, 3, 50, nhảy 50. Anh nhảy 20 này. Tiềm lăng anh em. Cái tiềm lăng này cái gì vậy? Ra cái điểm, ra cái bánh nhiếc tiềm năng để ăn vào thêm tiềm năng. Một cái được làm đếm cho mình. Còn kỹ năng thì mỗi cái thêm được một cấp, thêm được một cái kỹ năng. Nói chung là AC mấy cái nguyên liệu event mà mình ăn ra kỳ tiềm năng, khả năng event các loại á. Giờ mình mở đó nó sẽ ram đâm. Kỹ năng này, 1, 3, 50 nhảy 20. Kỹ năng. Rồi chốt full 2 cái này, cái cuối. Chốt cun 3 cái luôn này. 1110 cun này. Vào chủ đề chính này. X1. Vô lọc mạng kìa này. 500 xu nhảy 50. Đấu đi. Thằng cần đấu đi. Ui. Một kim. Độ chắc quá. Hay quá em ơi, cả năm. Bình rồi. Hay quá em ơi. Bình rồi. Có mấy viên đá ra nhỉ? Hả? Mấy viên đá chịu. 3 ngày, đủ 3 ngày, một cái 2 ngày, một cái 1 ngày. Không mai đi mình lại có, ví dụ mình thắng thì mình lại có tiếp 3 ngày tiếp rồi. Một chuyến thuyền là có 3 ngày. Chắc cú được ngày, 3 chuyến thuyền. Chưa đến mai nó cái. Hả? Chưa biết mai như nào, tôi biết được 3 viên là 6 ngày rồi đấy. Nhưng mà cái viên đá có hạn sử dụng. Cái nhà hàng có hạn sử dụng không vậy? Có anh ạ. Có. Không, anh có cái này thì anh đấu luôn, anh ra luôn cái đất này luôn, anh hiểu không? Nó vào ngày là thêm ngày nữa, đúng rồi. Là mất được đâu. Có thể ra anh em 2 kim long. Bình thường có gì không? Mình sở hữu, mình mất tiền mua cái nhất lần đầu nhưng mình mà mua được cái ra. Cái vấn đề là nó kết hợp với phi phong nó thành ngon hơn, hiểu không? Nó thành ngon. Đúng rồi. Ngon là ngon thì kết hợp với phi phong nó thành hơn người ấy. Có thể 2 kim 5 kìa. À tầm này mắc anh làm chẳng 40 má không thể chơi được ta. 2 kim 6 kim kìa. Đừng đừng coi như đeo 2 cái phi phong. Tự nhiên nó thật nhiều cấp. Như con chiếc biệt nó đeo 2 cái đấy kim qua. Xong một cái phi phong một áo như thế. Kỹ năng cũng có 2 cấp nữa. Thôi, độ 40 làm chậm không đánh được luôn á. Độ má muốn chơi kiểu đồi nữa chết á. Cái nhẫn đang đi làm chậm rồi. Chắc là kim 3 anh em, chắc là kim 3. 2 kim 8. Đang tính thử đi hướng nào em, độ không hướng đi luôn. Anh đi được. Đi được, bỏ thêm bao tay khăn lôi, mất mẹ khăn lôi nữa. Anh đi cái bao tay làm chậm á. Mất khăn lôi nữa, khăn lôi còn 40 sao đánh. Nhưng mà cái bao tay làm chậm nữ đâu. Đó. Ê, còn bộ khăn lôi 40 sao đánh. Đi đai làm chậm. Thì đang đai rồi. Đang đai rồi mà. Ôi, 2 kim 8. Đang đai rồi, tính kiểu đó, khăn lôi còn 40 nó cũng khỏi đánh luôn. 2 kim 8, quá hơn không? Di xong qua server kia nha em ơi. Ông nào 3 lít là xong. 2 kim 8 lên 1. Đúng rồi, chúng ta chỉ tầm 3 kim này, trải nghiệm được. Chắc gì mà đã có ngày mai. Chốt
chốt cho ngàn đi bút. Chết mẹ rồi. Là 500 rưỡi. Đúng rồi, để ra 500 rưỡi. Cái này tới ngày 28 là qua ngày công thành luôn. Cái này cái gì? Đúng rồi, qua ngày công thành. Qua công thành thì có gì giới hạn nhất khi vũ khí á. Có được cây vũ khí là đẹp. Nói luyện chắc là thôi. Chốt Duy Khải cái một ngày là cái hai ngày ít 2 ngày. Ít 2 ngày là còn 2 cái cuối hả? À, đâu, có, cái này là một cái này là cộng 2 ngày luôn hiểu không? À, có cái 3 ngày. Đá cao su nhảy 50 hay không? Một kim. Nhận nhanh. Nhanh. Thở 900 xu đi. 900 xu làm đây đi. Nó ra 2 cái 3 ngày. 900 xu. Ồ, 900k. 900 xu. Lộ. Không ai lên chốt Duy Khải luôn. Rồi, giao dịch 3 ngày. Chốt anh ạ. 1450. 1450, ok. Đó. Ngày mai gia hạn, đợi gia hạn Phi Phong luôn, đợi hết hạn. Đây mày. Em nghĩ ra Phi Phong hơi phí. Hơi phí, hả? Đợi cái vũ khí hả? Ừ, chẳng cây vũ khí là ngày cuối. À mai anh chặt tông kim cuối nữa, hên xui có rồi sao. Có vũ khí kim quang hả? Không, vũ khí công thành chiếm nó cho anh vũ khí mắt ộp anh. Vũ khí mắt ộp. Vũ khí xanh mắt ộp. Vũ khí xanh mắt ộp nhưng mà random, random dòng. 3 ngày. Qua này tí. Mày. Ủa ông không được cái nhẫn nữa ấy. Mùi ngáo, mùi ngáo. Đây là trừ Việt này còn 27 nhỉ. Còn ai nhỉ? Ai chứ tiền mà mình sau tổng kết có 26 ác chứ Việt. Thì đủ 26 ác là đủ rồi còn gì? Thì đây này, trong ít còn 28 này. Ông dược tiền này em ơi. Võ đang dược tiền này em ơi. Dược tiền vào đâu? Ông không vào đi có nhưng mà ông có đi hoạt động hiểu không? Ừ. Ông cái nhận muốn đánh sở hữu mà cảm giác tầm này quá. Có 40 trận thì giao tranh không đánh được luôn. Đừng nói giao tranh. Ừ. Còn chiếc biển nó mang dài rồi nó làm chậm bao nhiêu ta? Chiếc biển nó còn đeo hai nhẫn. Nó liền đấu nó dám mang luôn. Nó đi liền đấu nó dám mang hai nhẫn không? Làm chậm đâu có nó đánh rồi. Nó bỏ cả luôn. Đâu. Nó bỏ nó đi 40 làm chậm mà. À, đi 40 thôi à? Đụng gặp lẹp cái lũ quỳ nó chưởng chịu nó chịu sao nổi? Nó chưởng ý. Nó có ai bắt đâu. Em đi nó chụp bùng á. Quá rồi. Má, lực tay cao quá. Mà tem nó còn đang auto lên. Nói chung Quý Yên mẹ đi chiến đấu lợi thế. Cứ nghĩ là không ăn ai nhưng mà nghĩ ăn tất đấy. Đầu lắm, chiếc biển nó đầu lắm. Thì bây giờ là solo với Nga Mi là Nga Mi không có cửa rồi. Nó mặc 75 tháng băng, 80 làm chậm là xong Nga Mi đứt. Cộng 2 cấp lên nó gần 20k lực tay. Còn nó gẹp giáo đan thì nó bóp hơi thôi. Nó chỉ thua mình giáo đan, gẹp giáo đan bóp hơi nhanh. Nó không gặp vào đan. Ừ, không gẹp giáo đan. Cho nó gặp nó đang là bóc hơi nhanh. Gặp nó đang nó đi cùng một Nga Mi của anh được nó cướp anh. Ừ. Đang bảo ví dụ đơn đấu ấy. Đơn đấu thì chết liền. Điện tử ra dương ấy. Đơn đấu nói chung đơn đấu của cặp các hệ thì khó đánh. Có cái liền. Có ra dương không? Không. Ra dương cướp. Bây giờ nó gặp Nga Mi auto thắng. Bây Nga Mi binh kiểu gì cho thắng được nó. Đúng rồi.